Chương trình tìm hiểu tin mừng Chủ nhật của truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Linh mục Giuse Nguyễn Thế Hiện, Dòng Chúa Cứu Thế, phân tích bài tin mừng mà Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chủ nhật 6 mùa thường niên năm C. Hôm ấy, Đức Giêsu đi xuống cùng với nhóm 12, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền Duyên Hải Tia và Sidon. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." Thưa cha, mở đầu bài tin mừng, Thánh Luca kể Đức Giêsu đi xuống. Vậy Đức Giêsu đi xuống từ đâu và sự kiện này có ý nghĩa gì đặc biệt ạ? Chúng ta biết là ở ngay trước bài tin mừng hôm nay á, ở chương 6 câu 12 thì Thánh Luca đã kể cái sự kiện là Đức Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm. Rồi sau đó người kêu gọi các môn đệ lại và chọn 12 ông làm thành một nhóm mà người gọi là các tông đồ. Vậy Đức Giêsu đi xuống cùng với nhóm 12, tức là người cùng với các tông đồ từ trên núi đi xuống. Đó là một sự kiện lịch sử, nhưng mà đó cũng là một sự kiện mang ý nghĩa thần học nữa. Ý nghĩa đó là gì vậy thưa cha? Cũng giống như việc Chúa Giêsu ở lại cầu nguyện trên đỉnh núi vốn có thể được so sánh với sự kiện ông Môsê ở trên núi Sinai xưa, thì cũng tương tự như vậy. Cái sự kiện Chúa Giêsu đi xuống này phải được nhìn dưới ánh sáng của cái sự song song với trình thuật ở trong sách Xuất Hành xưa. Chúng ta biết là ở sách Xuất Hành chương 32 rồi chương 34, ông Môsê phải xuống từ núi Mạc Khải. Ở trên núi ông nhận Mạc Khải của Thiên Chúa và ông đi xuống để truyền đạt cái Mạc Khải đó cho dân. Thì bây giờ cũng vậy. Ở đây Chúa Giêsu sẽ đi xuống để ban giáo huấn mới trong nhiệm cục mới. Ngày đi xuống giống như thể là trong tư thế là Môsê mới vậy đó. Và nếu như vậy thì chi tiết người dừng lại ở một chỗ đất bằng cũng mang ý nghĩa đặc biệt đúng không cha? Trước hết vẫn phải hiểu cái chi tiết này ở trong cái ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thực tiễn của nó. Và quả thực là nếu mà chú ý đến cái chiều kích lịch sử và thực tiễn đó, thì chúng ta có thể thấy hai ý nghĩa ở đây. Thứ nhất là cái chỗ đất bằng là cái chỗ phù hợp để chứa một cái đám đông với cái số lượng rất lớn. Ở đây Thánh Luca sẽ nói đến đoàn lũ dân chúng. Cần phải có một chỗ đất bằng để chứa cái đám đông đó. Và cái ý nghĩa thứ hai xét về phương diện lịch sử và thực tiễn thì đó cũng được cho là một nơi rất thấp để những người bệnh đang đi tìm kiếm sự chữa lành có thể tiếp cận được với Chúa Giêsu. Cho nên cái người dừng lại ở một chỗ đất bằng đây hiểu theo cái nghĩa lịch sử và thực tiễn là đúng đắn và cần thiết. Nhưng đồng thời cái chi tiết người dừng lại ở chỗ đất bằng này cũng có thể hiểu là có một nội dung, có một cái dụng ý về văn chương và thần học của tác giả. Bằng cách nói Chúa Giêsu đi xuống chỗ đất bằng, tác giả Luca cho thấy câu chuyện sẽ không xảy ra ở một đoạn dốc nhưng rõ ràng là dưới chân núi thì Chúa Giêsu đi từ trên núi xuống với cái hạn từ đi xuống đó, và bây giờ người dừng lại đám đất bằng. Và như vậy là ta thấy sẽ có một cái sự song song giữa cái tình cảnh ở đây với cái tình cảnh ở trong sách Xuất Hành xưa, khi ông Môsê đi xuống và gặp dân ở cái đám đất bằng. Đấy là cái dụng ý thần học. Như vậy là muốn trình bày Chúa Giêsu như là Môsê mới vậy đó. Và Thánh Luca kể Chúa Giêsu đi xuống cùng nhóm 12. Thánh Luca có dụng ý gì không khi Ngài nhắc đến nhóm 12 ở đây thưa cha? Cái sự kiện nhóm 12 tức là các tông đồ cùng với Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống. Sự kiện này cho thấy là các vị tông đồ này tham gia vào hoạt động và vào việc giảng dạy của Chúa Giêsu. Và cái chi tiết này được xây dựng như là một cái dữ kiện ám chỉ tương lai, cho thấy một cái nét đặc trưng trong thời đại của giáo hội. Khi mà các tông đồ truyền đạt giáo huấn của Chúa Giêsu thì chính Chúa Giêsu sẽ hành động cùng với các ngài. Nói như là ở trong Tin mừng Mát-thêu chương 28 câu 20 đó, Chúa nói Chúa sẽ làm việc với các ông mê tàu tôn. Khi Chúa Giêsu và nhóm 12 từ trên núi xuống thì xảy ra cuộc gặp gỡ với đám đông, mà trước hết là đám đông các môn đệ. Thưa cha, các môn đệ ở đây có ý nghĩa và vai trò như thế nào ạ? Ở trong cuộc xuất hành ngày xưa đó thì ở giữa ông Môsê và dân là 70 vị kỳ mục. Các vị kỳ mục này được triệu tập ở dưới chân núi, và ông Môsê từ trên núi xuống trình bày cho các vị kỳ mục này biết tất cả những lời mà Đức Chúa đã truyền cho ông. 70 vị kỳ mục này sẽ là những người đầu tiên, theo trình thuật ở trong sách Xuất Hành chương 19 câu 7 đó, họ sẽ là những người đầu tiên được lãnh nhận luật của Thiên Chúa ở dưới chân núi. Thế bây giờ cũng tương tự như vậy, ở trong trình thuật tin mừng hôm nay đó thì chúng ta thấy Thánh Luca đặt các môn đệ ở giữa Chúa Giêsu và đoàn lũ dân chúng đông đảo. Và Thánh Luca ghi rõ đó là một cộng đồng đông đảo các môn đệ. Ở trong bản văn Hy Lạp ngày nói rất Ochlos Polis, tức là một đám đông rất lớn Matheton của các môn đệ. Chúng ta chú ý cái cộng đồng đông đảo các môn đệ, và cái nhóm đông đảo các môn đệ này á, vì vậy chính là hình ảnh tượng trưng và mang tính ngôn sứ về cộng đoàn các Kitô hữu. Tất nhiên là cộng đoàn các Kitô hữu sau phục sinh, những người đó được kêu gọi lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Và đấy, cái hình ảnh các môn đệ ở đây chính là hình ảnh tượng trưng cho cộng đồng Kitô hữu sau này. Và cùng với đám đông các môn đệ là đoàn lũ dân chúng. Đoàn lũ dân chúng này gồm những ai thưa cha? Chúng ta thấy như vậy, tức là Chúa Giêsu và nhóm 12, rồi các môn đệ, và vòng tròn bên ngoài là được hình thành bởi một đám đông mà Thánh Luca gọi là đoàn lũ dân chúng. Ở trong bản văn Tin Mừng, bản văn Hy Lạp là Bletos Polui Tu Lau. Cái đám rất là đông, cái đoàn lũ đông đảo những dân chúng. Đó là những người đến nghe lời của Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu chữa lành. Nhà Thánh Luca nói rất rõ, họ đến từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem, cũng như từ miền Duyên Hải Tia và Sidon. Và như vậy là với cái câu mở đầu bài tin mừng này, chúng ta thấy khung cảnh đã được tác giả từ Luca khắc họa khá là rõ nét với 3 thành phần chính. Thứ nhất là Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu là nhóm 12, tức là các tông đồ từ trên núi xuống. Cái lớp thứ hai là cộng đồng đông đảo các môn đệ, và lớp thứ ba, cái vòng ngoài cùng, là đoàn lũ dân chúng từ khắp nơi kéo đến. Và đó chính là khung cảnh của sự kiện Chúa Giêsu công bố các mối phúc và các mối họa, đúng không cha? Thánh Luca đã liệt kê các mối phúc và các mối họa này như thế nào ạ? Từ câu 20 cho đến câu 26 của chương 6, tức là trong một cái đơn vị văn chương phải nói là khá thống nhất, Thánh Luca đã ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ về các mối họa và các mối phúc. Sau một lời dẫn nhập ngắn gọn ở câu 20a là một cái đơn vị văn chương từ câu 20b cho đến câu 26, mà như tôi vừa nói là cái đơn vị văn chương này khá thống nhất. Trong cái đơn vị văn chương này ta thấy gồm 2 phân đoạn. Và hai phân đoạn này được tạo bởi các hạn từ song song với nhau. Phân đoạn đầu tiên gồm 4 mối phúc dành cho các môn đệ nghèo và bị bách hại từ câu 20b cho đến câu 23. Và tiếp đó là phân đoạn thứ hai gồm 4 mối họa. Mối muốn họa này chống lại những người giàu có và được ca tụng, được tán dương. Phân đoạn này kéo dài từ câu 24 cho đến câu 26. Thánh Luca kể, Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói, tức là Chúa chỉ nói những giáo huấn trong bài tin mừng hôm nay cho các môn đệ của Ngài thôi, đúng không cha? Đức Giêsu ngỏ lời với đông đảo các môn đệ, chứ không phải chỉ riêng với nhóm 12. Và tất nhiên là cùng với các môn đệ là đoàn lũ dân chúng. Đoàn lũ dân chúng cũng được mời gọi lắng nghe giáo huấn của Chúa Giêsu ở đây. Như vậy tức là theo Luca, những lời dạy của Chúa Giêsu ở trong tất cả diễn từ dưới chân núi, gồm bài tin mừng hôm nay và bài tin mừng của các Chủ nhật kế tiếp này nữa. Nhưng mà những lời dạy của Chúa Giêsu ở trong tất cả các diễn từ ở chân núi này được đặc biệt dành cho cộng đồng các môn đệ, các tín hữu ở trong Chúa Kitô, tức là các môn đệ của Chúa Kitô. Và các môn đệ đó, cộng đồng tín hữu đó được bao quanh bởi một đám đông những con người sẵn sàng lắng nghe, và cái đám đông đó cũng được kêu gọi lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Tức là cái đám đông đó là hình ảnh của thế giới chứ chưa phải là môn đệ của Chúa, nhưng mà thế giới lắng nghe lời của Chúa. Và như vậy tức là lời dạy của Chúa Giêsu mà chúng ta đọc ở trong bài tin mừng hôm nay về các mối phúc và các mối họa cũng là lời dạy dành cho các môn đệ của người, nhưng mà đồng thời cũng là dành cho thế giới nữa, mở ra đối với thế giới. Cái đó là hợp lý thôi, bởi vì Hội Thánh không phải là một giáo phái khép kín ở nơi chính mình. Hội Thánh có sứ điệp để công bố với thế giới. Điểm nhấn trong cả hai phần này, 4 mối phúc và 4 mối họa là gì thưa cha? Điều quan trọng là tư cách môn đệ. Cần lưu ý rằng các mối phúc không dành cho những người nghèo, những người đói và những người khóc trong tư cách thuần túy là nghèo, đói và đau khổ. Và các mối họa trong bài tin mừng hôm nay cũng không phải là những mối đe dọa đối với những người giàu có, người no nê, người vui cười như họ là trong tư cách là người giàu, người no, người vui cười. Thay vào đó, các mối phúc ở trong bài tin mừng hôm nay là các mối phúc dành cho các môn đệ với đặc trưng là nghèo, đói và đau khổ. Và các mối họa ở trong bài tin mừng hôm nay là dành cho những người không phải là môn đệ chân chính, và họ được cái mô tả là giàu có, no nê và vui cười. Vậy vấn đề không phải là nghèo, đói, khổ, mà là vấn đề môn đệ nghèo, đói, khổ. Và đây cũng không phải là giàu có, no nê và vui cười, mà là người không phải là môn đệ, và cái đặc tính của cái người không phải là môn đệ đó là giàu có, no nê và vui cười. Tư cách môn đệ là điều quan trọng ở trong cái 4 mối phúc và 4 mối họa này. Vậy các môn đệ được tuyên phúc có những đặc điểm nào thưa cha? Con hiểu là họ có 4 điểm: nghèo, đói, khổ và bị bách hại. Hiểu như vậy có đúng không thưa cha? Nói một cách chính xác thì 4 mối phúc này đề cập đến 2 đặc điểm của người môn đệ. Chúng ta biết như tôi vừa nói, cả 4 mối phúc đều được nói trực tiếp với các môn đệ. Nhưng mà xét cả về nội dung cũng như về hình thức thì chúng ta thấy mối phúc thứ tư được phân biệt khác hẳn với nhóm 3 mối phúc đầu tiên. Và vì thế chúng ta có thể gộp 3 mối phúc đầu tiên vào với nhau, và 3 mối phúc này cùng nói về một đặc điểm của các môn đệ gồm 3 khía cạnh. Cái đặc điểm này gồm 3 khía cạnh: nghèo, đói và khổ. Còn mối phúc thứ tư thì nói về đặc điểm thứ 2 của các môn đệ, đó là bị bách hại. Vậy ở đây chúng ta gặp thấy 2 đặc điểm: sự thiếu thốn về vật chất và sự bách hại. 2 đặc điểm này cũng là 2 yếu tố đặc trưng cho tư cách môn đệ đó. Và ở trong cái bối cảnh của toàn bộ tin mừng Luca thì cái 2 đặc điểm này của tư cách người môn đệ cũng phải được hiểu là đây là sự tham gia vào cuộc sống của Chúa Giêsu Chúa Giêsu ở trong Tin mừng Luca được khắc họa như là Chúa Giêsu nghèo khổ và bị đóng đinh vào thập giá, cũng mang hai cái đặc điểm quan trọng như vậy. Dạ vâng, vậy thưa cha, cái gì làm cho sự nghèo, đói, khổ trở thành mối phúc ạ? Chúng ta cần chú ý cái hình thức của các mối phúc này. Mỗi mối phúc sẽ gồm hai phần rất là rõ ràng. Phần thứ nhất là một lời tuyên phúc cho đối tượng. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc. Đó là cái phần thứ nhất, phần tuyên phúc cho đối tượng. Rồi phần thứ hai là phần đưa ra lý do tuyên phúc. Lý do tuyên phúc là vì phước lộc cánh chung dành cho đối tượng đó. Vì nước Thiên Chúa là của anh em, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng, vì anh em sẽ được vui cười. Thế chính từ cái phần thứ hai này, mà cái mối phúc mới nhận được cái sự vẹn toàn của nó. Sở dĩ nó là phúc, là Makarios, là bởi vì phước lộc cánh chung Thiên Chúa dành cho cái đối tượng đó. Cho nên nếu mà không chú ý đến cái phần thứ hai này mà chỉ chú ý đến phần thứ nhất thôi thì người ta sẽ có nguy cơ hiểu sai. Ở kia người ta sẽ tưởng rằng những kẻ nghèo, những kẻ đói và những kẻ khóc lóc được tuyên phúc vì họ nghèo đói và khóc lóc. Thực ra thì không phải. Nhưng mà nếu chúng ta chú ý đến cả hai phần của các mối phúc thì chúng ta sẽ thấy thế này. Những người nghèo, đói và đau khổ được tuyên là có phúc vì sự nghèo, sự đói và sự đau khổ hiện tại sẽ được xóa bỏ và họ sẽ nhận được trong một tương lai rất gần sự trào tràn dư thừa cánh chung của các ân huệ cứu độ. Các ân huệ cứu độ sẽ đổ tràn trên họ và không có cái sự tương xứng nào. Thì cái điểm chính yếu đó là sở dĩ họ được tuyên là có phúc là bởi vì cái phước lộc cánh chung dành cho họ. Cho nên khi đọc các mối phúc này chúng ta phải chú ý cái cấu trúc gồm hai phần đó và chú ý đến cái phần thứ hai còn quan trọng hơn cả cái phần thứ nhất của mối phúc. Tức là không nên giải thích nền tảng của các mối phúc này theo nghĩa xã hội, tâm lý hay là luân lý, đúng không cha? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tất cả các cái cách giải thích tìm kiếm lý do của hạnh phúc chủ yếu ở trong những điều kiện như điều kiện xã hội hoặc điều kiện luân lý của những người được chúc phúc, tất cả các cách giải thích đó thực ra đều lệch lạc. Nghèo, đói và đau khổ chỉ là một giá trị ở trong liên quan đến sự thành toàn cánh chung. Sự thành toàn cánh chung đó sẽ xảy đến một cách hoàn toàn bất ngờ và không tương xứng. Sự thành toàn cánh chung đó sẽ vượt quá cái công trạng và khả năng của con người. Và như thế, sự nghèo, đói, khổ ở đây phải được hiểu trước hết là theo nghĩa thực tế, nghèo thật sự, đói thật sự, khổ thật sự, chứ không phải là theo một nghĩa tâm linh nào đó. Những cách giải thích thiên về tâm linh, thiên về luân lý, nó không chính xác hoàn toàn. Các phần thưởng dành cho các môn đệ nghèo, đói, khổ trong 30 phút này có thể hiểu như một lời hứa cứu độ, đúng không cha? Vâng, đó là lời hứa thực hiện ơn cứu độ cánh chung ở dưới ba khía cạnh. Nước Thiên Chúa là sự thiện hảo cánh chung cho người nghèo, là sự no thỏa của bàn tiệc cánh chung cho người đói và là sự an ủi thần linh cánh chung cho người đau khổ. Và trong mối phúc thứ hai và mối phúc thứ ba đó thì Thánh Luca còn thêm cái hạn từ bây giờ phúc anh trên cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, là phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc lóc. Trong 20 phút đó Thánh Luca còn thêm cái hạn từ bây giờ. Và như thế tức là cái khoảng cách giữa hiện tại đau khổ và tương lai phúc là sẽ là lớn hơn so với cái mối phúc thứ nhất không nhấn mạnh cái chuyện bây giờ. Lời hứa phúc lạc ở trong mối phúc thứ hai và mối phúc thứ ba không có tính cách tức thời như là ở trong mối phúc đầu tiên. Bây giờ anh em phải đói nhưng mà anh em sẽ được no thỏa. Bây giờ anh em sẽ phải khóc nhưng mà anh em sẽ được an ủi. Cái khoảng cách giữa cái sự thành toàn của mối phúc đó với cái thực tế bây giờ thì nó có khoảng cách xa hơn là so với cái mối phúc thứ nhất. Mối phúc thứ tư liên quan đến sự bách hại. Chúa Giêsu nói: phúc cho anh em khi bị oán ghét vì con người, khi bị khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Phải hiểu tình cảnh bị bắt hại ở đây như thế nào ạ? Hai mệnh đề phụ được dẫn nhập bởi hạn từ hô tan, nghĩa là khi, là lúc. Hai mệnh đề phụ này tạo thành một cái sự song song ngày càng gia tăng. Từ việc đề cập đến một sự oán ghét phải chịu đựng ở vế đầu tiên, đến việc đề cập đến sự thù địch, ba sự thù địch ở trong hành động thực tế ở vế thứ hai: bị khai trừ, bị xỉ vả, bị xóa tên. Sự nhấn mạnh ở đây là cái việc loại trừ dứt khoát khỏi hội đường, và cái sự kiện, cái việc loại trừ khỏi hội đường này dự định sẽ diễn ra vào một ngày được xác định rõ ràng. Ở câu 23, Chúa Giêsu sẽ nói vào ngày đó. Những ai xưng nhận mình thuộc về Đức Kitô thì phải sẵn sàng đối mặt với sự thù hận đến mức bị loại khỏi sự hiệp thông ở trong hội đường, và kèm theo cái sự vạ tuyệt thông đó sẽ là những sự xỉ vả, những sự phỉ báng. Ở trong bản văn Hy Lạp đó thì tác giả dùng cái hạn từ là aphorizo, cái động từ aphorizo ở câu 22a mà chúng ta dịch là khai trừ đó. Thì cái động từ aphorizo này có nghĩa là bị khai trừ khỏi cộng đồng, nhưng mà ở đây chúng ta không nên nghĩ trước hết đến việc bị khai trừ, bị gạt ra khỏi cộng đồng dân sự, về phương diện dân sự mà thôi. Ý nghĩa đầu hết của cái động từ aphorizo được dùng ở đây á, nghĩa từ vựng là khai trừ, nhưng mà ý nghĩa đầu hết của nó là nó nói đến một cái sự khai trừ, một cái vạ tuyệt thông khỏi hội đường, khỏi cộng đồng tôn giáo. Đây không có, trước hết ý nghĩa đầu hết không phải là về mặt dân sự. Và Chúa nói: ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Xin cha giải thích lời này của Chúa ạ. Lời tuyên phúc được Chúa Giêsu lấy lại và cập nhật dưới hình thức của một lời khuyên, một lời khuyến khích. Đối với các môn đệ của Chúa Giêsu đó thì số phận bị bắt bớ, và đặc biệt là số phận bị khai trừ khỏi cộng đồng tôn giáo Do Thái, tức là khỏi hội đường, cái số phận đó phải là một dịp để tổ chức vào ngay cái ngày bị khai trừ đó một bữa tiệc mừng vui với các cuộc khiêu vũ. Ở đây Chúa nói anh em hãy vui mừng nhảy múa. Và quả thực là ở đây chúng ta đang phải đối diện với một trong những yêu cầu có vẻ rất là kỳ lạ, thậm chí là gây sốc nữa. Và cái yêu cầu có vẻ kỳ lạ và gây sốc này có vẻ là yêu cầu đặc trưng của Chúa Giêsu. Ở đây thì Chúa Giêsu nói chúng ta phải nhảy vui mừng nhảy múa ở trong hoạn nạn, trong lúc bị khai trừ, trong lúc bị bắt bớ. Vui mừng nhảy múa trong hoạn nạn. Nhưng làm sao có thể vui mừng theo cách thức như vậy trong cơn hoạn nạn thưa cha? Ở đây Đức Giêsu đưa ra hai lý do. Trước hết, ở câu 23b của bản văn Tin Mừng hôm nay đó, Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha là Đấng luôn luôn nhìn đến các môn đệ của Ngài. Các môn đệ là những người tuyên xưng Chúa Giêsu. Chúa Cha luôn luôn ưu ái nhìn đến các môn đệ, và người luôn ban phần thưởng dồi dào cho những ai chịu đau khổ vì Chúa Giêsu. Phần thưởng này là rất quan trọng đối với các môn đồ của Chúa Giêsu. Vì sao vậy? Bởi vì nó là dấu hiệu của tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho họ. Thực ra thì sự chắc chắn về tình yêu thương của Thiên Chúa tự bản thân nó đã là một phần thưởng lớn lao rồi. Và cái phần thưởng như thế, sự chắc chắn như thế và phần thưởng như thế, nó thúc đẩy một cái niềm vui tự phát và mãnh liệt. Và vì vậy cho nên khi mà hướng nhìn về Thiên Chúa là Đấng yêu thương như vậy thì người ta có thể có một niềm vui mạnh mẽ và có thể nhảy múa được ngay khi mình vì Thiên Chúa, vì Chúa Kitô mà phải gặp hoạn nạn. Đó là lý do thứ nhất của cái niềm vui, của cái sự nhảy múa khi bị khai trừ, khi gặp bách hại. Còn lý do thứ hai là gì ạ? Ở câu 23c thì những đau khổ của các môn đồ của Chúa Giêsu lại được nhìn dưới ánh sáng của lịch sử cứu độ, và được Chúa Giêsu minh họa ở trong liên quan đến số phận của các ngôn sứ, như là một cái những đau khổ này được mình đặt ở trong cái nhìn đó để được hình dung như là một điều cần thiết mang bản chất cứu độ ở trong lịch sử. Và điều này cũng cho thấy làm sáng tỏ tầm quan trọng lịch sử và tầm quan trọng cứu độ của những người môn đồ của Chúa Giêsu. Thế như Chúa Giêsu, như chính bản thân Chúa Giêsu đã phải chịu số phận của các ngôn sứ là số phận bị bách hại, thì điều đó cũng xảy ra cho các môn đồ của Chúa Giêsu. Các môn đồ là những người tham gia vào vận mệnh của Chúa Giêsu, cho nên nó cũng sẽ phải chia sẻ cùng số phận với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thì chia sẻ số phận của các ngôn sứ. Thế cái ý thức về việc tham gia vào vận mệnh của các ngôn sứ và vào vận mệnh của Chúa Kitô đó, cái ý thức đó cũng sẽ là nền tảng của niềm vui mà các môn đồ được mời gọi, thông chia cùng một số phận với Chúa Giêsu và với các ngôn sứ trong bách hại, trong việc bị khai trừ. Đó chính là một lý do, một động lực để có một niềm vui mạnh mẽ, trao tràn và có thể nhảy múa được khi bị khai trừ, khi bị bách hại. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Sau các mối phúc dành cho các môn đệ nghèo khổ và bị bách hại, Chúa Giêsu nói đến những mối họa dành cho những người giàu và được quý trọng từ câu 24 đến câu 26. Cần phải hiểu các mối họa này theo viễn tượng nào, thưa cha? Có nên hiểu như là những lời chúc giữ của Chúa không ạ? Tôi nghĩ là không nên hiểu đó là các lời chúc giữ. Cần giải thích về các mối họa ở trong bài tin mừng hôm nay từ câu 24 đến 26 đó, ở trong cái viễn tượng về ơn cứu độ dành cho các môn đồ chân chính của Chúa Giêsu. Chúng ta phải đặt các mối họa này ở trong ánh sáng của lời hứa cứu độ dành cho cộng đồng các môn đồ của Chúa Giêsu. Các môn đồ của Chúa Giêsu có đặc trưng ở đây như chúng ta nói hồi nãy, đó là những người nghèo và bị bách hại. Thế lời hứa cứu độ dành cho cộng đồng các môn đệ này được trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn trong cái hậu cảnh, trong cái bối cảnh đen tối của các mối đe dọa diệt vong dành cho những người đối nghịch với các môn đệ, là những người giàu có và được tôn vinh ở trần gian này. Các môn đồ của Chúa Giêsu phải biết, phải ý thức là họ đã được cứu thoát khỏi bất hạnh nào khi họ được ban cho sự cứu độ. Cho nên các mối họa ở đây được trình bày như là để khắc họa nên cái bối cảnh ở trong đó, đối bật lên cái lời hứa cứu độ dành cho các môn đệ. Chứ đây không phải là những lời chúc giữ. Các mối họa có liên quan đến 4 tình cảnh: giàu có, no nê, vui cười, được ca tụng. Tương quan giữa 4 yếu tố này là như thế nào, thưa cha? Sự song song giữa phần các mối họa câu 24 đến 26 với phần các mối phúc ở câu 20 đến 23, sự song song này đòi chúng ta phải hiểu như thế này, là những người giàu có, những người no nê và những người vui cười ở trong các câu 24 và 25 của bài tin mừng hôm nay được đồng hóa với nhóm những người được ca tụng, được tôn vinh ở câu 26. Tương tự như ở trong cái phần các mối phúc đó, thì những người nghèo, đói và đau khổ, các môn đệ nghèo, đói và đau khổ cũng chính là các môn đệ bị bách hại. Đây cũng vậy, những người giàu có, no nê và vui cười cũng chính là nhóm người được ca tụng ở câu 26. Và như vậy là chúng ta thấy ở đây cũng tương tự như cái phần ở các mối phúc đó, thì cái đối tượng của các mối họa gồm 2 yếu tố: giàu có và được ca tụng. Sự giàu có và sự được ca tụng là các mối nguy hiểm cũng được nói đến ở nhiều nơi khác ở trong Tân Ước, chứ không phải chỉ ở đây. Thế đối nghịch với các môn đồ là những người nghèo khó và bị bắt bớ ở trong câu 20 đến 23, thì ở đây chúng ta cũng cần nghĩ đến một nhóm người không phải là các môn đệ, đó là những người được, nói cho chính xác hơn thì không phải là các môn đệ chân chính, bởi vì họ là những người giàu có và được quý trọng. Và nếu như ở trong phần các mối phúc như chúng ta nói hồi nãy, trọng tâm chú ý sẽ rơi vào mối phúc thứ tư. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hoàn cảnh bị bách hại của các môn đồ được nhấn mạnh hơn là cái hoàn cảnh túng thiếu của họ. Cho nên trọng tâm là rơi vào cái mối phúc thứ tư. Thì ở đây cũng vậy, điểm nhấn không nằm ở sự giàu có, sự no nê và sự vui cười, mà là ở chỗ được khen ngợi và quý trọng. Mối nguy hiểm, thực tế chúng ta cũng thấy như vậy, mối nguy hiểm đến từ việc được tôn vinh, được khen ngợi rõ ràng là lớn hơn nhiều so với mối nguy hiểm đến từ sự giàu có, sự no nê và sự vui cười. Tại sao sự kiện được tôn vinh lại trở thành nguồn cơn của tai họa thưa cha? Để hiểu đúng thì chúng ta phải chú ý đến lời của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Chúng ta thấy ở đây có sự so sánh với các tiên tri giả, với các ngôn sứ giả. Và sự so sánh với các ngôn sứ giả này khiến chúng ta tin rằng những điều tốt đẹp mà mọi người sẽ nói, sẽ ca tụng người ta đó, thì không có lý do là vì cái người được ca tụng đấy đang ở một vị trí xã hội cao. Thay vào đó, cái cụm từ các ngôn sứ giả này là nhấn mạnh đến một chức năng giảng dạy. Ngôn sứ trước hết là những người nói cho người ta về lời của Thiên Chúa, nói cho người ta về ý của Thiên Chúa, có chức năng và có sứ vụ giảng dạy. Thế thì khi Chúa Giêsu nói các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế, thì các người được ca tụng và được tôn vinh ở đây á, cũng chính là những người có cái chức năng giảng dạy. Và chính từ cái điểm này mà việc giải thích bản văn tin mừng này, bản văn tin mừng về các mối họa này, và nhất là về mối họa thứ tư này á, phải được bắt đầu. Thực ra thì nguyên việc được tôn trọng, nguyên việc được quý trọng, được tôn vinh chưa phải là một tai họa. Nhưng mà nếu được quý trọng, được tôn vinh vì giảng dạy những điều giả dối, những điều phản giá trị, thì lại là chuyện khác. Sự tôn vinh vì anh nói những điều giả dối, sự được ca ngợi vì anh nói những điều phản giá trị, đó thực sự sẽ là mối họa cho anh và cho những người khác. Thưa cha, sau khi đã phân tích bài tin mừng, chúng con xin cha cho chúng con một vài gợi ý để suy niệm và chia sẻ trong Chủ nhật tuần này ạ. Dạ vâng, trước hết chúng ta có thể suy niệm và xét mình về các đặc điểm của người môn đệ mà Thánh Luca đề cập ở trong bài tin mừng hôm nay. Nên chúng ta đã nói với nhau đó, người môn đệ ở trong bài tin mừng này có hai đặc điểm quan trọng. Đặc điểm thứ nhất đó là người nghèo, đói và khổ, nghèo, đói và khóc lóc. Và đặc điểm thứ hai đó là những người bị bách hại vì Chúa Kitô. Người môn đệ của Chúa Kitô chỉ quan tâm đến hạnh phúc đích thật, hạnh phúc cánh chung ở trong mầu nhiệm nước Thiên Chúa, chứ không bận tâm đến những sự thiện hảo thế tạm và mau qua. Và ở trong cái mối quan tâm đến hạnh phúc đích thật và cánh chung như thế, thì người môn đệ của Chúa Giêsu sẽ sẵn sàng chấp nhận cái số phận nghèo, đói và khổ, và thậm chí là bị bách hại vì Chúa Kitô. Thế các lời tuyên phúc hôm nay ở trong bài tin mừng nhắc chúng ta về cái chọn lựa căn bản và rất là nền tảng đó ở trong từng quyết định và hành động của chúng ta trong thực tế. Nếu chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta sẽ chấp nhận, sẵn sàng chấp nhận nghèo, đói, khổ và thậm chí là bị bách hại nữa, bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến cái hạnh phúc đích thật và cánh chung thôi, chứ không có bận tâm, ưu tiên bận tâm đến những sự thiện hảo thế tạm, những sự thiện hảo mau qua. Tôi nghĩ cái gợi ý này của bài tin mừng cũng sẽ là có thể là đề tài để chúng ta chia sẻ với nhau, và nhất là để chúng ta xét mình, suy gẫm cho chính mình. Dạ vâng, và thưa cha, đó thực sự không phải là một lựa chọn dễ dàng đúng không ạ? Tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta chắc chắn sẽ có thể thực hiện được nếu chúng ta biết dựa vào ơn của Chúa. Còn gợi ý suy niệm thứ hai của tôi hôm nay á, thì xuất phát từ lời của Chúa nói về các mối họa. Như chúng ta vừa phân tích đó, thì cái mối họa lớn nhất đó là mối họa người ta được tôn vinh vì giống như các ngôn sứ giả đã được tôn vinh. Sự kiện các ngôn sứ giả được tôn vinh trong thực tế là một mối họa cho chính các ngôn sứ ấy. Khi suy nghĩ về cái mối họa này, chúng ta được mời gọi ý thức về cái vai trò ngôn sứ của chúng ta. Ngôn sứ ở trong gia đình, ngôn sứ ở trong cộng đồng, ngôn sứ ở trong xã hội. Tôi lấy một thí dụ, những gì chúng ta chia sẻ và truyền bá ở trên mạng xã hội như ở trên Facebook chẳng hạn. Sự tôn vinh mà chúng ta nhận được khi chúng ta quảng bá, khi chúng ta chia sẻ, khi chúng ta lan truyền các sứ điệp sai lạc, ví dụ trên Facebook. Sự tôn vinh mà chúng ta nhận được đấy, những nút like mà chúng ta nhận được ở trên đó chắc chắn sẽ là mối họa cho chúng ta nếu chúng ta quảng bá, chia sẻ và lan truyền các sứ điệp sai lạc. Chúa nói rõ trong bài Tin Mừng hôm nay đó, các ngôn sứ giả được tôn vinh và đó chính là mối họa cho họ. Tất nhiên cái điều này cảnh tỉnh chúng tôi trước hết. Sao vậy? Bởi vì ở trong phận vụ là linh mục ấy, chúng tôi phải thường xuyên hướng dẫn người khác. Nhưng mà nếu chúng tôi hướng dẫn người khác sai lạc thì chúng tôi sẽ giống như các ngôn sứ giả. Và nếu mà chúng tôi được tôn vinh, được ca ngợi về những cái sự hướng dẫn sai lạc đó thì đó thực sự sẽ là mối họa cho chúng tôi. Xin các bạn cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt ở trong cái lĩnh vực này. Lời giảng dạy được khen ngợi có khi lại là mối họa thật sự, nếu đấy là những lời giảng dạy sai lạc. Dạ vâng, chúng con xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ rất chân thành và thực tế của cha hôm nay. Xin chúc cha luôn bình an trong sứ vụ. Kính thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tìm hiểu bài Tin Mừng ngày hôm nay. Chúng ta hẹn gặp nhau trong chương trình tuần tới. Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria.